vô. Rồi đúng rồi, nghe nó bản trong Việt Nam mình chụp lại mà nó khỏe mới chạy luôn. Cái đội này thiếu một người lãnh đạo chụp lên. Mới vô là nghe bình luận viên nói là như là một đội quá mạnh như Indo gì sợ mình không hiểu, mình cũng hỏi cái thằng Indo mà cái thằng đội quá mạnh, trong khi mục tiêu đi chơi World Cup mà gặp Indo thì quá mạnh. Vô coi mà con nó nữ hết mà nó bắn nữ giữ World Cup mà không nó hay lắm chạy vô mặt sao tội mà ngày sáng từ không chơi quá đang nói gì đâu hả?
vậy đâu. Để ông nói vậy mốt câu chúng nó tới mình đó, mình nói để bên nói Tại nói gì đó, tại tại nói với bên này không nói nha. Rồi. Để đó bên đó. Ông nói là cản mày đứng gì gần ổng á. Chưa có tập trung được, cái đó là chưa có tập trung với nhau. Đâu em cũng có khởi động đó chứ. Nên là việc anh thử vượt á.
chỉ có Cường lại tranh cãi cái vụ thuật ngữ đó chứ mình có giờ tranh cãi ba vụ đó. Sao cái cây này lâu lâu ra hoa mà nó dữ vậy? Không, cây này không hoa đẹp mà. Nhưng mà sao nó lâu nữa? Cái này với lá nhiều quá là sao? Cây này năm nào cũng vậy, ra hoa đẹp kinh khủng. Để đợi. Lá ở dưới đây dưới làm gì bà? Bà bắt ra bà giám sát. Lại dùng cải lộn quýt vô, nằm chung vô chứ. Để nhau đi cho đội em đánh hả?
hay quá. Đường cao nhất trong lớn đó. Áo đèn.
lại không? Bây giờ anh Giang mình không ai nói được rồi. Cường là yếu, không có chàng nào, Cường là yếu nhất nội mà, nên chỉ có quán chồng
ghê á. Anh Liệu có làm phụ công à? 7 năm. Chuẩn bị ra. Ôi, trời ơi, quất quất quất.
Yếu rồi chứ sao? Yếu rồi. Thôi rồi. Nãy giờ chưa có cầu ở dưới nhiều. Yếu rồi. Yếu rồi. Hay quá. Đạp xuống cho lắm. Chưa kêu dám quấn vào bên anh. Ừ. Ở bên kia á. Ấy, quýt ra kia á. Ở đó quýt bên kia á. Không hay. Hay quá trời, sao hay dữ trời. Việt Nam vượt dâu không anh Hà? Vượt dâu thắng lại 3-2 không? Việt Nam đá banh gì mà có cái thằng ném biên không mà nó ném biên cái thủ môn mặt mày xanh lét trời. Sợ quá còn hơn cái sút phạt nữa. Ném biên mà thủ môn mặt mày xanh lét luôn. Thằng đó là bóng kém mà không biết hả? Thằng đó là đội tuyển bóng kém mà. À, nó dở quá nó làm cái. Ném biên là đấm vậy đi. Đấm gì kiểu bóng kiền. Vậy ra thua thôi. Đấm dài là dễ bị trượt lắm. Đúng rồi, nó hụt. Đúng rồi, nhưng mà nó đấm ngược ra cho cái cầu phá cầu gôn. Đấm dài là cái tay có thể chạm cái tay. Ê, cái tay này mà tôi nói á. Xui à. Cái tay này mà dễ. Cái tay này mà dễ. Đứng. Cái này nó hay ha. Nó bắt hay. Hụt cái chứ. Một là hụt, hai là ba được ba. Cái thằng hồi bữa á. Đẩy vậy nó mới trưởng nhưng mà xui cái là này. Cái thằng kia nó xuất vô chạm hai ba chân. Nó mới tại xuất kẹo á. Không, nhưng mà thủ môn dở hôm bữa, thủ môn ma phụ hay hơn. Nó xuất hụt. Nó xuất hụt. Ý là cái diễn viên trên trời nó xuống. Thôi từ từ nó rớt à. Anh là chặt cho mắt mới đâu mà sợ anh sợ đúng cái đầu của cầu thủ nó giỏi quá trời, cầu thủ nó đứng ngay vô đó mà chụp thủ cái nào không chụp đó chụp không được đâu. Chơi cho thôi đúng không, chụp 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 đúng không, phải mạnh mẽ la lây là một mỏ đúng không, đúng rồi. La lây là mấy thằng hậu vệ mới là của mình nó bỏ, nó không dám nhảy lên. Không có một đầu tàu dám biệt để anh là bỏ. Bỏ là thằng mấy hậu vệ đâu dám nhảy lên đâu. Không có la gì đi, re luôn. Cái gì chỉnh hoài vậy? Chỉnh nó thấp hơn quýt đập như vậy hả? Giống băng lăng. Phải vậy đó, mày la. Hiểu không? Tại vì cái khu vực đó là có hậu vệ của mình nó cũng cản mình nữa. Đau quá. Bỏ cái đêm biên xong mà tay mét rồi rồi quy hoạch cho World Cup là hiểu sao rồi. Đêm biên đã không rồi, hai biển hai cái bàn. Hai cái. Hai con vô rồi lấy biên xong. Đêm biên luôn mà. Không dở mà. Quá dở rồi. Học vệ cũng dở mà. Học vệ cũng dở mà. Lưỡng tâm bây giết, lưỡng tâm hai đều đây. Giết rồi đó. Không có nhiều mặt nghe đó, ông nghe bút kia mặt ông trời. Tao đúng rồi đó. Ông làm mặt ông có chút gì đó. Đó, xéo về đó, quất tử. Rồi, đây.
sát người quá, sát người quá khó đỡ. Thank you.
trơn đứng sao á. Sao mà nó phải nó không coi được thấy phải nhường cho nó bớt chưa rồi bên hai bên ba Yeah.
rồi. Bỏ nhỏ lại chết luôn. Đây. Rồi lắp được. Tốt là tốt. Rớt vàng sao để tôi, rớt vàng sao để tôi được chạy đâu kịp mà rớt để tôi. Trời ơi. Thấy không có chạy. Nó chạy nổi đâu mà để tôi. Bằng rớt vàng sao rớt vàng được ba. Chính năm. Chết cha tôi rồi. Đó. Chưa được cái xăng, nhìn coi xăng.
chạy quất quanh ở hay quá cắt cái chân lưới là được rồi. Gì cả, gì cả. Quay rồi. 6009 cố lên. Ờ. Này. Này. Chết cha tôi rồi. Không đeo. Đây. Cố lên. Quất luôn. Phải. Chết cha tôi rồi.